như là người vợ thì cái điều lo lắng của chị khi mà anh cứ suốt ngày ở trên núi, và cái việc là chị lo lắng có một cái bộ phận đó, những con người nào đó có thể là họ thao túng. Không, quá nói như thế này nghe, quá không không có đi vô trong đó, cái từng một cái đế lót ly nhỏ, mấy đứa nhỏ nó phải trình cho qua này. Qua nói như vậy, từng cái ly, cái tách rồi cái mô hình nó ra sao. Không có ai mà đến ngày hôm nay mà qua nói khi xuống núi trong cái điều kiện như vậy nha, được một đối với xã hội dựng được cái phong trào mà coi là kiến gì đó quốc gia, là khởi nghiệp kiến quốc cho thanh niên, đâu có ai làm nổi cái đó. Ngay cả những cái VCCI rồi tất cả giao cho phát triển doanh nghiệp không bao giờ làm được. Đó là điểm thứ nhất. Chưa có ai trong thời gian đó mà cái e coffee đó mới mấy tháng trời mà nó làm được 400 điểm. 400 cái cửa hàng là cái e-coffee, và từ đây đến 2020 là nó 3.000 điểm, không ai làm nổi như vậy. Còn cái hệ sinh thái, khi qua đặt ra một cái hệ sinh thái, qua nói bây giờ cái tầm nhìn trung nguyên toàn cầu, mục tiêu một năm nó 20 tỷ đô la. 20 tỷ đô la thì qua thấy trên mạng nói là hoang tưởng, là cả cô lên Facebook cô nói như vậy. Tại vì cái tầm nhìn của mình đang nhìn đi bán từng gói cà phê thì mình thấy nó điều đó là hoang tưởng. Còn nếu giả sử như mình nhìn cái cà phê vật lý, cà phê tinh thần, cái hệ sinh thái, mình đưa nó về cái cà phê, cái hệ sinh thái sống. Bây giờ qua hỏi tất cả các người anh chị em ở đây nha, qua gói lại một câu. Các người anh em có biết là bây giờ mình có đảm bảo là mình có biết cái khoa học sống của mình không? Và cái nghệ thuật sống, sao cho nó tối giản mà nó tối ưu nhất? Ở đây có ai dám nói là mình có cái hiểu điều đó không? Đây là những người có học hết. Qua nghĩ không có ai biết nói được. Bởi vì mình phải có cái liên tưởng, có cái ánh sáng. Mình mới cô lọc được cho từng cá thể. Sống sao cho nó mình chứ. Và ví dụ như tại sao sống cái thứ công nghệ này mà không sống cái thứ khác. Sống cái bộ đồ này mà không sống cái khác. Đeo cái gương này mà không phải là cái gương khác. Rồi cấu tạo cái ăn như thế này, nó không phải như thế ăn khác. Cái mặt nó như thế này chứ không phải thứ khác. Ở nó cũng vậy. Làm sao như vậy? Phải hiểu được những cái cảnh giới trong cái một cái đời người chứ nào. Bây giờ ví dụ như qua nói thôi, bây giờ một đời người có mấy cảnh giới? Có ba cảnh giới thôi phải không? Như cô nhỏ này vậy, thứ nhất là cái cảnh giới đầu tiên là học tập, phải không nào? Rèn luyện từ thể chất tinh thần cho nó, học tập rèn luyện rèn, phải không? Bây giờ đi biết rèn luyện sao cho nó tốt không? Nên hôm qua hay nói cô nhỏ là mập lên chút nữa đi, cái thân phải không? Luyện cái thân sao cho nó đẹp đi, luyện cái tâm sao cho nó tốt, luyện cái trí sao cho nó hoàn mỹ, rồi hợp nhất nó lại, phải không nào? Bây giờ cái cảnh giới thứ hai của đời người có phải là làm việc và sáng tạo không? Phải không? Làm sao cho nó minh triết, cho thông minh chứ? Làm ít nhất mà lợi nhiều nhất, đem lợi nhiều nhất. Có khi nào nghĩ vậy không? Chưa có. Mà khi nghĩ rồi thì biết cách làm không? Vẽ cái bản đồ nó ra, phải có cái đó. Thứ ba nữa là có phải là cái khoảng thời gian, cái cảnh giới thứ ba nữa là cái cảnh giới giải trí không? Nghề cái giải trí sao cho nó minh triết chứ? Rồi nó giỏi nhất là phải nối nó vòng tròn lại, phải không nè? Thế bây giờ làm sao tinh thần nó mình phải vẽ được cái bản đồ đó? Và cà phê hóa nó đi, phải không? Rồi sau đó rồi mình vật chất hóa nó đi, phải không? Ví dụ rồi như vậy, giống như Amazon bây giờ cái gì nó cũng có, phải không nào? Nhưng nó bán tùm lum hết á. Mình tạo được cái không gian cho nó không? Một cái phần mềm để sống chuyên dạy cho loài người. Một cái phần mềm như vậy. Mà thôi qua lấy 500 triệu thôi, 500 đô la thôi. 500 đô la để qua sắp đặt cuộc sống cho bé. Bé có chịu bỏ ra không? Bỏ chứ. 500 mà nếu mà qua nói ra không phải có chứ, 20 triệu hộ gia đình ở đây qua sắp đặt lại cho. Nếu có thì gia đình này đâu có ai mà không muốn có cái phần mềm đó, ai không muốn có cái lối sống đó, mà thậm chí là qua cấu trúc, qua lựa chọn cho. Ví dụ như công nghệ này phải, giải trí phải có chứ, một chiếc iPad tối thiểu phải không nè, một cái điện thoại phải không, cái giá đỡ nó làm sao, cái loại nào, từng cái cấp độ thu nhập, thu đồ thu nào không. À, trên GDP, trên cái quốc gia, rồi sau này dưới từng giới về mặt xã hội ông phải tính được hết cái chuyện đó, phải không? Nếu cung cấp được cái đó, ai không muốn có cái đó? Trung Nguyên nó bán cái đó thôi nghe, nó cung cấp luôn cái đó. Anh nói rằng anh có công thức chữa các loại bệnh thì điều đó nên được hiểu theo nghĩa như thế nào? Cái bệnh đó thì mình phải hiểu đầu tiên, mình phải hiểu cái cấu trúc, cái thân xác của mình, cái nguyên lý của cấu trúc cái cơ thể mình. Hiểu về cái bản thể của mình, hiểu về cơ thể của mình. Hiện nay tất cả đều là mù. Qua bác sĩ ngày xưa qua cũng đang mù luôn. Học một số nguyên lý đây, cái này phải cần phải dạy nó. Tại vì hiểu về cái cơ thể cái đã nha. Bệnh nó từ đâu ra, nguyên cớ, nguyên nhân nó bệnh từ đâu ra nha. Nó phải hiểu tới cái bản chất của sự sống. Bây giờ qua hỏi người cha nha, mình có hiểu được cái bản chất của sự sống là gì không?
đi tới cùng bản chất của sự sống, của mỗi sự sống. Bây giờ thôi lấy cái mục đích sống của cô nhỏ, cô em đi. Em nghĩ em sống vì để làm gì? Nói trả lời một câu. Em tìm cái gì trong cuộc sống này? À, hạnh phúc, đúng rồi. Cái hạnh phúc là đích đến phải không? Có phải như vậy không? Có thật không? Có biết cái công thức sống sao hạnh phúc không? Không phải đơn giản. Nó là cái sự cân bằng. Nó cân bằng. Nó cân bằng. Nghe, nó cân bằng. Nên cái hạnh phúc của một người nông dân khác, của người nông dân nó khác, hạnh phúc của một quân vương nó khác nhau. Bởi vì sao? Cái tính cân bằng của nó. Cái người nông dân có thể sau một luống cày về cái là tối nhậu một xì rượu rồi hết rồi, không nè, nhậu nhạt đồ đó là mệt mỏi rồi bắt đầu lên là lo ấy là vui vẻ rồi, gia đình vợ con chút là hạnh phúc rồi. Nhưng quân vương nó khác ấy. Cái sự cân đối nó đủ mọi chiều cách hết, nó phải cân bằng trong mọi chiều chiều cách của nó, trách nhiệm à, cái vị trí của nó thì nó mới đạt được cái điều đó. Vậy anh cho em hỏi là hạnh phúc hiện tại hạnh phúc của tôi, của Hoa phải không? Là tất cả các em là phải thành tựu hết à, phải có được cái hạnh phúc thì lúc đó Hoa mới có hạnh phúc. Bây giờ thấy hôm nay đỡ đó nghe, ốm quá rồi qua đâu có vui, phải không? Gặp qua đâu có vui, thằng em này nó cũng vậy. Thế mập lên khoảng 5kg nữa, 7kg nữa, thậm chí 10kg nữa thì nó mới ngon được. Tướng ta đó nó sẽ ngon lành là ngày. Thằng em này nó cũng vậy. Nó không phải đâu phải dễ đâu, nó luyện thế nào để nó luyện thân, nó có nhiều luyện đó nghe. Riêng cái thân không nó đã là một cái thứ cần phải bàn tính này. Nào là cử tạ, nào là đi bộ, nào là đá bóng, nào đi bơi lội. Nhưng cái gì là tối ưu nhất cho nó? Phải có chứ. Anh Vũ cho em hỏi cái là tại sao anh có lựa chọn cái cuộc sống mà nó gần như là tối giản ở trong hang đá, rồi có một cái cuộc sống rất là khác lạ với mọi người, trong khi anh là một cái doanh nhân rất là thành đạt. Thực ra cái sống ở đời, cái điều lớn lao nhất của một con người là có lòng trắc ẩn. Cái trắc ẩn với đồng loại của mình, có đồng loại, đồng bào của mình và đồng loại của mình. Cái đó là cái cảnh giới cao nhất thăng tiến của một cái con người. Có hiểu cái điều đó. Nếu bình thường là ví dụ như em có cái trách nhiệm với em, với bồ của em, rồi thậm chí là với cái gia đình nhỏ của em thôi, còn ý đó một số cái cộng sự nào đó thôi. Nếu nó càng lớn thì con người đó nó càng lớn. Mà cái đó nó thuộc về tâm nghe, chứ không phải thuộc về trí. Cái trí mình có thể là mình hiểu được nhiều chuyện như sống không có được cái đó. Nó thuộc về tâm. Nó phải có cái đó. Mà cái đó khó lắm nghe. Luyện thân là dễ nhất, luyện trí là dễ thứ hai, nhưng luyện tâm là cái khó, là luyện cái khó lắm. Anh, em hỏi một câu. Ở anh em luôn thấy một cái sự đối lập á, cái việc có thể ăn mặc của anh, dùng đồ của anh nó đơn giản, nhưng mà mọi người lại thấy anh dùng những siêu xe mà có thể một vài người cũng không có. Cái sự đối lập ở đây là anh. Qua cái phổ của anh nó dài lắm. Ví dụ như nãy mình nói, bây giờ nếu một cái chiều kích của một con người bây giờ quay về cái nhân sinh quan của cô bé, triết gia là gì? Và triết gia là một người thấy nhiều mối liên lạc khác nhau mà người thường không thấy. Giống như bé là thấy liên lạc với em này nó như thế nào, em kia như thế nào, thấy vật chất rồi tất cả mọi thứ, phải không nè? Thấy ở mấy cái bao nhiêu cái chiều kích, cái nhân sinh quan của bé còn hạn chế, thì cái nhìn, cái hành động, cái sống của cô bé như vậy. Có phải là cần phải mở rộng cái sinh nhân sinh quan không? Mở rộng cái thế giới quan không? Mở rộng cái vũ trụ quan không? Bây giờ cái nhân sinh quan mình có một chút xíu rồi. Giỏi lắm cô bé hiện nay có 250 mối liên lạc thôi. Là nhà báo đó nghe. Có phải không? Trong điện thoại thì có lẽ số nhiều hơn, nhưng thường trực bảo đảm chưa tới 250. Coi đi, coi thử xem. Thế thì cái tài sản của cô bé là phải kết nối càng nhiều càng tốt. Nếu mà mình kết nối càng nhiều càng tốt, mình là trở thành tâm của nó đó thì ghê gớm nữa. Nghe. Nên sau này nhìn gốc qua, đạo sĩ sẽ thấy qua, bác sĩ cũng thấy qua, nghệ sĩ cũng thấy qua, rồi đủ thứ loại sĩ sĩ gì đó, trí sĩ gì, nhân sĩ gì đó, bé cũng thấy hết. Gốc nào cũng thấy hết, nên là thôi hôm nay nhìn qua cái gốc thiền sư, thiền sĩ gì đó, mai sau thấy ba âm nhạc, âm đồ qua cũng chơi đâu được, phải không? Thấy họa sĩ đâu qua cũng vẽ bơi được, thì đừng có ngạc nhiên, nghe như vậy đó. Anh Vũ ơi, cho em hỏi một câu nữa thì, kết lại sau các phiên tòa thì bạch hộ
trong cuộc sống đó, thì anh thấy là cái mâu thuẫn chính giữa vợ chồng anh đó là điều gì? Hôm qua muốn nói về cái cô đó, nãy giờ qua nói nhiều nhưng mình cứ làm cái nhà báo với là hơn người phụ nữ đó, cái nhảy mà bé qua muốn nói về cái cô đó, cô người vợ của qua. Qua chỉ nói cô chỉ đi tu á, cái tâm đó nó độc lắm đó nghe, cái gột rửa rất là nhiều. Không ai mà người chồng như mình thiện muốn cái gì, những cái điều tốt đẹp như vậy mà đem tất cả mọi thứ ra, đem cha, đem mẹ, đem toàn bộ như vậy, giữ con, giữ cái đó rồi truyền thông, truyền đời như vậy. Không có ai đem chồng của mình đi vô nhà âm mưu rồi cùng cái chứ không? Đâu có phải, các người chị em đâu có biết. Tố cáo rồi đi lên trên bên an ninh đâu đó là gì, là qua ra truyền đạo. Rồi khép qua vô cái gì đó, rồi bất hiếu với cha là nhân cái dịp là gì, hội thánh đức Chúa Trời đó. Tức là nối qua vô cái hội thánh đức Chúa Trời, không phải đơn giản đâu nghe. Nhưng mà đó là ở giai đoạn sau này, còn trước đây á, ví dụ không, luôn luôn, là cái nhìn khác nhau.